Vâng, xin chào bạn Doãn Toàn. Thì bác sĩ Thanh xin trả lời câu hỏi của bạn. Thứ nhất là bạn cũng bạn đã được chẩn đoán là một cái ung thư phổi, và cái phương pháp mà các bác sĩ lựa chọn cho bạn hiện tại là điều trị hóa miễn dịch, là một cái kết hợp rất là mới và hiện đại đối với điều trị ung thư phổi hiện nay ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Đây là một cái phương pháp rất là mới và gần như là có hiệu quả nhất đối với ung thư phổi mà không có cái đột biến gen. Thế và cũng rất là mừng là cái điều trị của bạn nó đã đạt được hiệu quả, tức là khối u đã có giảm kích thước từ 37 x 20mm xuống còn 22 x 18. Đây là một cái dấu hiệu rất là khả quan. Thế và cái việc duy trì điều trị sẽ giúp kéo dài cái thời gian ổn định bệnh cũng như là giảm cái nguy cơ tái phát và di căn cho bạn. Đó là theo những cái kết quả của các cái nghiên cứu lớn trên thế giới. Thế và cái việc điều trị duy trì miễn dịch sẽ được kéo dài không quá 2 năm. Đó là theo kết quả từ những cái nghiên cứu lớn mà người ta lấy các cái kết quả đó để trở thành những cái guideline hướng dẫn điều trị trên toàn thế giới. Tuy nhiên cái việc mà dừng điều trị thì người ta thấy rằng việc dừng điều trị trước 1 năm, từ dưới đến 1 năm thì sẽ làm thay đổi, làm ảnh hưởng đến cái kết quả và là hiệu quả thấp hơn so với mình điều trị đủ 2 năm. Thế còn từ 2 năm trở lên nếu mà có điều trị thêm thì người ta thấy rằng là cái độc tính sẽ gia tăng hơn và kết quả thì chưa ghi nhận là sự khác biệt. Thế còn bạn đặt câu hỏi là vậy nếu như mà không truyền nữa thì khối u có to lên không? Thì thực sự là các cái hiệu quả người ta so sánh được, người ta lấy từ kết quả của các cái nghiên cứu thử nghiệm trên thế giới, người ta thấy là giảm nguy cơ. Giảm ở đây thì chắc chắn là không phải hết hoàn toàn. Có nghĩa là bạn điều trị nhưng mà cái nguy cơ bạn tái phát di căn vẫn có, những cái khoảng thời gian để mà kéo dài để dẫn tới di căn, tái phát di căn nó sẽ được kéo dài hơn và giảm tỷ lệ đi. Ví dụ trong vòng 3 năm nếu mà 10 người điều trị thì sẽ có khoảng là 5 người là đáng ra nếu không điều trị thì có khoảng 8 người sẽ là tái phát, nhưng nếu điều trị thì chỉ còn thì sẽ cứu được là 3 người sẽ không có tái phát chẳng hạn như vậy. Thế còn ở cụ thể trên một bệnh nhân thì mình phải vừa điều trị vừa theo dõi, chứ không có cái kết luận nào cụ thể trên chính xác một người bệnh cả, mà người ta sẽ lấy những cái thử nghiệm lâm sàng, kết quả thử nghiệm lâm sàng của những người bệnh mà có giai đoạn bệnh, có giải phẫu bệnh giống như bạn, để từ đó người ta lấy đó để làm bằng chứng khoa học và chỉ định cho những bệnh nhân như thế. Đó thì tôi xin hết ạ.